Kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Ông Tổng hất ông Chủ tịch ra rìa, dấu hiệu của trận đánh úp bắt đầu. Chùm cuối Việt Á cho tới nay người ta xác định có đến hai nhân vật. Một ông thủ bị dính đến thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và cũng có thể là cố ý trái nếu ông Tô Lâm cho điều tra lòi ra dấu hiệu này. Ông Chủ tịch thì lại bị vạ nặng bởi phu nhân của ông ta liên quan đến đường dây trục lợi kit xét nghiệm hàng nghìn tỷ đồng. Ông thủ thì thế mạnh, không dễ gì quật được. Còn lại ông chủ tịch sức lực cạn yếu là đối tượng ông Trọng chọn để tấn công. Mục đích là ép ông chủ tịch phải cáo lão về hưu sớm hơn nhiệm kỳ quy định. Với ghế chủ tịch, ông Tổng đã từng hất ông Trần Đại Quang theo cách rất khác. Cách rất đột ngột mà không ai có thể ngờ. Vì vậy, ông chủ tịch nước hiện nay cần phải hết sức cẩn thận hơn. Đến hình ảnh ông Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đang trong thế rất bí. Một số hoạt động gần đây của ông Chủ tịch nước đã làm dấy lên lời đồn rằng ông Tổng đã dần dần kiểm soát và tiến tới giam lỏng ông Chủ tịch trong những ngày gần đây. Cụ thể là vào sáng ngày 25 tháng 7, Ban Chỉ đạo Xây dựng Nhà nước Pháp quyền họp lần 4. Ban này do ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc đương nhiệm làm chủ thủ trưởng và trưởng ban. Do vậy, ông Phúc thường xuyên đứng chỉ đạo điều hành cuộc họp. Tham dự có đầy đủ các ông như Phạm Minh Chính, Vương Đình Huệ, Tô Lâm, Phan Đình Trạc, Nguyễn Hòa Bình, Lê Minh Chí v.v. là các thành viên trong ban này. Sau đó, Quân ủy Trung ương tổ chức hội nghị quân chính toàn quân 6 tháng vào đầu năm 2022. Thành phần chủ chốt tham dự có 3 ủy viên Bộ Chính trị là Phạm Minh Chính, Phan Văn Giang, Lương Cường. Ông Chính chỉ đạo hội nghị, còn ông Giang thì chủ trì hội nghị. Cần phải biết rằng Quân ủy Trung ương có bí thư là ông Nguyễn Phú Trọng, phó bí thư là Phan Văn Giang và các ủy viên là Nguyễn Xuân Phúc, Phạm Minh Chính, Lương Cường, Nguyễn Tân Cương, Võ Minh Lương. Đặc biệt, ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc không có mặt trong hội nghị này. Đây là một dấu hỏi rất to rằng chuyện gì thực sự đang xảy ra giữa ông Tổng và ông Chủ tịch nước đây. Việc bị loại khỏi hội nghị này đã xác nhận rằng Nguyễn Xuân Phúc không còn nắm được quân đội như đồn đoán trước đó. Mặc dù thực tế cho thấy tờ báo Quân đội Nhân dân gần đây rất tích cực đưa tin về vị chủ tịch nước tham vọng này. Đã đến lúc Ban Bí thư, Ban Tuyên giáo Trung ương cũng cần đặt câu hỏi tại sao báo Quân đội Nhân dân lại dành quá nhiều đất cho ông chủ tịch nước. Đến hình ảnh ông Tổng Trọng vẫn đang làm chủ cuộc chơi. Được biết chiều ngày 25 tháng 7, Phó Chủ tịch tổ chức gặp mặt đại biểu bà mẹ Việt Nam anh hùng nhân dịp kỷ niệm 27 tháng 7. Thành phần hội nghị có Lê Khánh Hải, chủ nhiệm văn phòng, chủ tịch và Đỗ Căn, thượng tướng, phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam. Hai ngày trước đó, văn phòng Trung ương Đảng cũng đã tổ chức một buổi lễ tương tự, gặp mặt 75 đại biểu có công, tiêu biểu. Thành phần tham dự có Tô Lâm, Phan Văn Giang, Vũ Đức Đam, tức là đại diện của bên văn phòng Chính phủ, và không có Nguyễn Xuân Phúc. Từ những sự kiện trên cho thấy rất rõ dấu hiệu Nguyễn Xuân Phúc dường như đang bị đặt vào tầm ngắm và loại dần ra khỏi các cuộc chơi, chờ ngày lên thớt. Nhiều tin đồn đoán nói rằng ông Phúc chắc chắn sẽ bị kỷ luật, ở mức nào mà thôi và có bị bắt hay không, và chắc chắn là ông Phúc sẽ phải rời chức Chủ tịch nước vào tháng 9 năm 2022. Đây là nội dung được chia sẻ. Đây là hình ảnh ông Trần Đại Quang đã từng không có cách chọn cuộc chơi và rời cuộc chơi như thế nào mà đã bị chết đột ngột. Nếu tin đồn trên là đúng, ông Phúc còn một tháng để lật ngược lại thế cờ hoặc chấp nhận một giải pháp tạm được. Giống như Nguyễn Tấn Dũng là về hưu, được đảm bảo tài sản và đảm bảo con rể vẫn tiếp tục tiến thân. Số phận của ông Chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc cũng dường như đã được định đoạt và tứ trụ đấu đá nhau dữ dội. Chủ tịch nước có thể sẽ phải rời sớm cuộc chơi. Không biết ông Phúc có được chọn cách rời cuộc chơi hay không. Tuy nhiên, Trần Đại Quang thì lại không được quyền chọn cách rời cuộc chơi như ông ta đã mong muốn. Kính chào quý vị và các bạn. Kính mời các bạn xem bản tin bên đảng ly hôn, bên chính phủ, ông Tổng tính chơi chiêu gì với ông thủ. Trong tứ trụ, nếu xét theo vị trí cao nhất thì ông Tổng Bí Thư kế đến là Chủ tịch nước, thứ ba là Thủ tướng, còn bét bảng là Chủ tịch Quốc hội. Nhưng nếu xếp về thực quyền thì thứ nhất là ông Tổng Bí Thư, thứ nhì là Thủ tướng, thứ ba là Chủ tịch nước và bét bản là ông Chủ tịch Quốc hội.
Còn nếu xếp theo cơ hội tiến thân thì thứ nhất là Tổng Bí Thư, thứ nhì là Thủ tướng, thứ ba là Chủ tịch Quốc hội và bét bảng là ông Chủ tịch nước. Như vậy, về quyền lực, về cơ hội thì Thủ tướng luôn được xếp thứ nhì sau ông Tổng Bí Thư. Có lúc ghế Thủ tướng lại vượt lên quyền cả ông Tổng Bí Thư như thời ông Nguyễn Tấn Dũng. Về thực quyền, ông Dũng luôn lấn lướt ông Nông Đức Mạnh giai đoạn 2006-2011. Còn giai đoạn 2011-2016 thì nửa đầu nhiệm kỳ ông Nguyễn Tấn Dũng lấn lướt ông Nguyễn Phú Trọng, còn nửa sau nhiệm kỳ ông Nguyễn Phú Trọng lại át ông Nguyễn Tấn Dũng. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Phú Trọng tuy già nhưng còn rất sung. Ông Tổng ý thức hơn ai hết về sức mạnh thực sự của chiếc ghế Thủ tướng. Ông Nguyễn Xuân Phúc với 5 năm nhiệm kỳ Thủ tướng đã không tận dụng hết cơ hội. Tuy nhiên, ông Chính thì lại khác. Ông Chính với mối quan hệ mật thiết với thế lực ông Nguyễn Tấn Dũng, đó là một liên minh đầy sức mạnh. Ông Tổng Trọng tất nhiên là hiểu ra điều đó và ông phải tìm cách chống sự nổi dậy của phe chính phủ. Ông Tổng là chùm cuối bên đảng, ông Thủ là chùm cuối bên chính phủ. Lâu nay, các cơ quan bên đảng luôn có cửa trên với vai trò là chủ trương cho bên chính phủ thi hành, rồi sau đó ngồi giám sát. Tuy nhiên, tại đại hội lần thứ 12, khi mới vừa loại ông Nguyễn Tấn Dũng ra khỏi vũ đài chính trị, thì ông Tổng cho họp Bộ Chính trị ban hành nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, mục đích là hợp nhất Ban tổ chức tỉnh ủy hoặc thành ủy nếu là thành phố trực thuộc Trung ương và Sở Nội vụ thành một. Ý ông Tổng là buộc các sở nội vụ sẽ làm theo ý của ông từ Trung ương. Cả thời kỳ ông Nguyễn Xuân Phúc không xảy ra vấn đề gì, ông Tổng vẫn kiểm soát tốt bộ máy nhà nước cấp tỉnh. Tuy nhiên, đến thời ông Phạm Minh Chính thì các sở nội vụ bị hợp nhất với ban kiểm tra tỉnh ủy không chịu nghe lời. Xung đột xảy ra và giờ buộc ông Tổng phải cho ly hôn hai cơ quan này. Đây là hình ảnh ông Phạm Minh Chính khác nhiều so với ông Nguyễn Xuân Phúc. Và chuyện gì đến thì sẽ phải đến. Vào ngày 27 tháng 7, ông Tổng cho họp Bộ Chính trị và quyết định tạm dừng thực hiện thí điểm mô hình chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra cấp tỉnh ủy, đồng thời là Chánh thanh tra cấp tỉnh, huyện, trưởng ban tổ chức, đồng thời là Giám đốc Sở Nội vụ cấp tỉnh hay trưởng phòng nội vụ cấp huyện. Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đã ký thông báo kết luận số 16 của Bộ Chính trị về việc thực hiện một số mô hình thí điểm theo nghị quyết 18 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Như vậy là ý đồ kiểm soát bộ máy nhà nước sau 5 năm thực hiện đến nay đã thất bại. Từ nay, phía chính phủ có quyền hành hơn, tự do hơn khi không phải bị bên đảng kiểm tra quá chặt. Chuyện ly khai này xảy ra là tất yếu bởi hiện nay bên Ban Bí thư và bên chính phủ không được hòa thuận cho lắm qua vụ Việt Á dính đến trách nhiệm của ông Thủ tướng và nhiều thành viên của chính phủ. Bây giờ, ông Thủ tướng đang khó khăn nhưng cũng cố vẫy vùng vì ông Thủ tướng không bao giờ chịu thất bại cả. Bởi thất thế là sẽ bị đối thủ chính trị của ông vượt lên và qua mặt để giành lấy chiếc ghế Tổng Bí thư đầy quyền lực trong thời gian sắp tới khi mà ông Trọng đã quá già và ngồi khá lâu. Đây là hình ảnh Ban kiểm tra ly hôn với Sở Nội vụ. Theo đánh giá sơ bộ của một số nhà bình luận, ông Tổng đang muốn tách ra để không phải vướng víu bên chính phủ và ông cũng đang minh bạch lãnh thổ rõ ràng. Bởi sự sát nhập cơ quan là vấn đề rất phức tạp. Ngay trong nội bộ xảy ra hiện tượng kìm chân nhau nên bên nào cũng mất cơ hội. Trước mắt chưa biết sự việc sẽ ra sao sau khi tách cơ quan cả. Khả năng bên nào mạnh hơn thì sẽ có bài phân tích ở lần sau để bạn đọc cùng biết. Chính trường của Đảng Cộng sản Việt Nam là như thế. Bên ngoài họ nói đoàn kết với nhau nhưng phía sau đấu đá dữ dội.